Chào các bạn. Trong bài hình trước thì chúng ta đã tìm hiểu được cái tham số thứ nhất của hàm det. Nếu mà trong hàm det này chúng ta không truyền tham số thứ hai là tổng thời gian thì mặc định hàm det này nó sẽ trả về cái ngày hiện tại dựa vào cái chuỗi định dạng mà chúng ta truyền vào bên trong hàm det này. Thì bên trong hàm det chúng ta còn có một cái tham số thứ hai nữa, đó là cái tổng thời gian time. Tổng thời gian này nó sẽ là tổng số giây được tính từ khoảng thời gian là 1 tháng 1 năm 1970 tới thời gian ngày tháng năm mà chúng ta truyền vào bên trong hàm det này. Thì các bạn có thể coi cái hàm MATLAB. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái hàm MATLAB để lấy về tổng thời gian trong cái hàm det. Thì hàm MATLAB là nó sẽ trả về tổng số giây của thời gian tính từ thời điểm là 1 tháng 1 năm 1970 đến thời gian ngày tháng năm mà chúng ta truyền vào bên trong cái hàm MATLAB này. Hàm MATLAB này, cái cú pháp là chúng ta thường thì chúng ta sẽ truyền vào bên trong này 6 tham số. Tham số nhất là chúng ta sẽ truyền vào là giờ. Tham số thứ hai chúng ta sẽ truyền vào là phút. Tham số thứ ba chúng ta sẽ truyền vào là giây. Tham số thứ tư thì chúng ta sẽ truyền vào là tháng. Tham số thứ năm sẽ truyền vào là ngày. Tham số thứ sáu sẽ truyền vào là năm. Còn cái tham số DST cuối cùng thì mặc định có giá trị là -1. Thường thì một số quốc gia có sử dụng dạng giờ DST, chỉnh lệch giờ một giờ thì mới có sử dụng cái tham số này. Ví dụ chúng ta sẽ viết là echo MATLAB. Thì ở đây nếu mà chúng ta không quan tâm tới giờ phút giây thì chỗ này chúng ta sẽ truyền vào đây là 000, và chỗ này chúng ta sẽ truyền vào là cái tháng. Các bạn chú ý là chỗ này là chúng ta phải truyền vào cái tháng trước rồi mới tới cái ngày, chứ không phải là ngày rồi mới tới tháng như người Việt. Thì chỗ này chúng ta sẽ truyền vào tháng. Ví dụ đây chúng ta truyền vào là tháng 12 ngày 21 năm 2013. Thì hàm MATLAB này nó sẽ trả về cho ta tổng số giây của thời gian. Và thời gian này được tính từ cái mốc là 1 tháng 1 năm 1970 tới cái thời điểm mà chúng ta truyền vào cái ngày tháng năm bên trong cái hàm này. Bây giờ các bạn có thể thử hàm MATLAB này thử. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là tổng thời gian. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm MATLAB để chúng ta tạo. Ở đây các bạn có thể bấm Ctrl Spacebar để các bạn tham khảo về cái tham số của hàm MATLAB này. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ truyền vào cái giá trị là giờ. Nếu ta không quan tâm tới giờ thì chỗ này chúng ta để là 0. Cái tham số 2 là phút. Nếu chúng ta không quan tâm tới phút thì chúng ta truyền vào là 0. Và tham số thứ 3 là giây thì chúng ta sẽ truyền vào là 0 nếu chúng ta không quan tâm. Sau đó là chúng ta sẽ truyền vào cái tháng. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ truyền vào là tháng 12 và tới cái ngày. Ví dụ ngày thì ở đây ví dụ chúng ta truyền vào là ngày 22 và năm, ví dụ chúng ta truyền vào là năm là 2013. Còn cái tham số cuối là DST thì mặc định là -1. Nếu các bạn không xài dạng giờ theo các nước châu Âu thì nó sẽ có một sự thay đổi giờ theo mùa. Ví dụ như là mùa đông thì người ta sẽ điều chỉnh giờ lại một lần, thường là lệch đi một giờ. Ví dụ như là 7 giờ thì người ta chỉnh lệch về là 6 giờ. Sau đó tới mùa hè thì người ta sẽ đổi giờ lại. Thì nếu chúng ta không sử dụng cái giờ dạng DST này thì các bạn có thể đi mặc định là -1. Thì chỗ này các bạn có thể, bây giờ chúng ta hãy echo thử. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ xuất ra cái biến tổng thời gian này. Thì cái hàm MATLAB này nó sẽ trả về cho chúng ta tổng số giây. Và cái tổng số giây này được tính từ thời điểm là 1 tháng 1 năm 1970 tới cái ngày tháng năm mà chúng ta truyền vào bên trong cái hàm MATLAB này. Bây giờ các bạn có thể chạy thử lại trang web của chúng ta. Ở đây thì để dễ nhìn thì chúng ta cho nó xuống dòng. Do đó chỗ này các bạn có thể nối chuỗi vào. Chúng ta thêm một cái thẻ BR ở đây để chúng ta xuống dòng.
thì đây là tổng thời gian tính bằng giây, được tính từ thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 1970 tới cái thời gian là 22 tháng 12 năm 2013, thì đây là cái tổng thời gian mà hàm MacTie nó tạo ra cho chúng ta. Bên trong cái hàm DES của chúng ta là chúng ta có một cái tham số thứ hai là truyền vào tổng thời gian, thì chúng ta có thể áp dụng cái tổng thời gian này để chúng ta tìm ra được, ví dụ như là chúng ta tìm ra cái thứ trong tuần, ví dụ như là chỗ này chúng ta sẽ echo cái hàm D ra, và bên trong cái hàm D này chúng ta sẽ truyền vào cái chuỗi định dạng là W thường. Thì cái chuỗi W thường này thì trong bài trước thì chúng ta có nói rồi, đó là ngày trong tuần, nó là ngày trong tuần, và cái giá trị nó trả về sẽ là dạng số, nó trả về cho chúng ta là từ 0 tới 6. Ví dụ nếu mà nó trả về là 0 thì sẽ là chủ nhật Sunday, còn nếu mà nó trả về là 6 thì sẽ là Saturday. Ví dụ nó trả về 1 thì sẽ là Monday. Thì ở đây các bạn chạy thử, ở đây thì các bạn xuống dòng để cho dễ nhìn, chúng ta nối chuỗi vào, thì với cái chuỗi định dạng là W này thì nó sẽ trả về cho chúng ta là 6. 6 ở đây có nghĩa là ở đây cái ngày của chúng ta đang là thứ 7, Saturday, ngày của chúng ta là Saturday là thứ 7, thì nó sẽ trả về cho chúng ta ở đây là số 6. Còn nếu mà chỗ này nó trả về cho chúng ta là ví dụ như là chủ nhật á, nếu mà chúng ta là chủ nhật thì nó sẽ trả về ở đây là số 0. Còn hiện tại ở đây là chúng ta đang là thứ 7 là Saturday, thì nó sẽ trả về cho chúng ta là số 6. Đối với cái hàm D này, với cái định dạng W thì chúng ta sẽ biết được cái thứ trong tuần của chúng ta là thứ mấy, nhưng mà cái con số trả về của nó sẽ là dạng theo là dạng số từ 0 tới 6. Ví dụ như là chúng ta muốn tìm ra cái thứ trong tuần của một cái ngày tháng năm mà chúng ta truyền vào, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ truyền vào bên trong cái hàm DES này thêm cái tham số thứ hai nữa. Ví dụ như là chỗ này chúng ta sẽ sử dụng thêm cái thông số thứ hai của cái hàm DES. Thì cái tham số thứ nhất của hàm DES là cái định dạng format. Chúng ta đã sử dụng định dạng format này, thì nếu chúng ta sử dụng tham số thứ hai thì chúng ta sẽ truyền vào cái thêm cái thông số timestamp, tổng số thời gian này. Thì để tạo ra được cái tổng số thời gian này, chúng ta sẽ sử dụng hàm MacTie. Thì hàm MacTie này chúng ta truyền vào 6 tham số. Tham số nhất là giờ, ví dụ giờ chúng ta truyền vào là 0. Phút chúng ta truyền vào là 0. Giây chúng ta truyền vào là 0. Ví dụ chúng ta muốn biết là tháng 12, ngày 22, năm là 2013. Thì chúng ta muốn tính tổng thời gian cho cái hàm DES này là từ thời điểm là 1 tháng 1 năm 1970 tới tháng 12 ngày 22 năm 2013 là tổng thời gian là bao nhiêu. Các bạn có thể lưu lại, các bạn chạy thử lại. Thì ở đây nó cho chúng ta biết đó là ngày chủ nhật, trả về cho chúng ta số 0. Thì đây là ngày chủ nhật. Thì chúng ta có thể coi thử chỗ này. Thì ở đây là chúng ta đang là, hiện tại là ngày của chúng ta đang là 21 tháng 12, và ngày 21 tháng 12 năm 2013 thì nó đang là thứ 7. Vậy là ngày 22 tháng 12 năm 2013 thì nó sẽ là chủ nhật, mà chủ nhật thì cái giá trị trả về nó sẽ là 0. Thì không chỗ này có nghĩa là Sunday là chủ nhật. Do đó là dựa vào cái tham số thứ hai của cái hàm DES này thì chúng ta có thể tìm ra được cái ngày trong tuần là ngày thứ mấy của cái thời gian mà chúng ta đã truyền vào bên trong cái tham số của cái hàm D này.
Ví dụ như là nếu chúng ta không truyền vào tham số thứ hai này thì lúc giờ nó sẽ trả về, ví dụ ở đây các bạn không truyền vào, các bạn không truyền vào tham số thứ hai này thì nó sẽ ra cho chúng ta chỗ này là 6. Có nghĩa là nó sẽ lấy ngày trong tuần của cái thời gian hiện tại của chúng ta. Ví dụ thời gian hiện tại của chúng ta ở đây đang là vào ngày là 21 tháng 12 năm 2013, là chúng ta đang là thứ 7, thì nó sẽ trả về cho chúng ta là 6. Thì ở đây các bạn thấy là 6 ở đây có nghĩa là thứ 7. Còn nếu chúng ta truyền vào cái tham số này, ví dụ như là chúng ta muốn biết á, là ngày 1 tháng 1 chúng ta muốn biết là ngày 1 tháng 1 năm 2014. Ví dụ chúng ta muốn biết là ngày 1 tháng 1 năm 2014 là ngày thứ mấy trong tuần, thì chúng ta sẽ truyền vào cái tháng. Các bạn nhớ tham số đầu tiên này là cái tháng, rồi tham số thứ hai này là cái ngày, và tham số thứ ba này là cái năm. Thì các bạn thử xem coi nó trả về cho chúng ta là ngày thứ mấy. Các bạn có thể chạy lại thử. Thì ở đây nó sẽ trả về cho chúng ta là số 3. Vậy là số 3 thì sẽ là ngày thứ mấy? Số 0 là ngày chủ nhật. Số 1 sẽ là ngày thứ hai. Số 2 sẽ là ngày thứ ba. Và số 3 thì nó sẽ là ngày thứ tư. Thì ở đây các bạn có thể mở lịch lên, các bạn coi thử. Ví dụ chỗ này là chúng ta qua năm 2014 và ngày 1 tháng 1. Đây là ngày 1 tháng 1. Đây là January là tháng 1, đây là ngày 1. Thì nó sẽ lọt vào ngày là thứ tư. Và nếu mà ngày thứ tư thì cái hàm date này nó sẽ trả về cho chúng ta với cái định dạng chữ W, thì chúng ta sẽ được con số trả về là số 3. Mà số 3 chỗ này thì chúng ta sẽ là ngày thứ tư, Wednesday. Còn sau này để làm sao để xuất ra được đó là ngày thứ tư, thì hiện tại trong cái bảng mô tả về cái định dạng hàm D này thì bạn thấy là nó không có tiếng Việt. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng tiếng Việt thì sau này chúng ta sẽ quy đổi ra. Ví dụ nếu mà chúng ta sẽ dùng phát biểu điều kiện xích khay, hay là dùng if hay else để chúng ta phát biểu điều kiện, là nếu cái con số trả về này mà là 3 thì sẽ suy ra là nó là ngày thứ tư. Hiện tại thì trong cái bảng này thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn tìm được ngày trong tháng thì ở đây bạn thấy là nó cũng chỉ là tiếng Anh thôi, ví dụ như là Monday đến là Sunday, không có tiếng Việt. Do đó là chúng ta sau này chúng ta phải sử dụng kỹ thuật, ví dụ như là chúng ta sử dụng cái cấu trúc chọn lựa xích khay để chúng ta suy luận ra được là cái số 3 này thì tương ứng với đó là ngày thứ tư. Thì đó là cái tham số thứ hai của hàm date, đó là cái timestamp, tổng thời gian. Và cái tổng thời gian này thường thì chúng ta sẽ sử dụng hàm max time để chúng ta tính tổng thời gian. Thì dựa vào cái hàm max time này thì sau này chúng ta sẽ có thể làm một cái bài tập là, ví dụ chúng ta muốn tìm thứ trong tuần là thứ mấy của bất kỳ một cái ngày tháng năm nào mà chúng ta truyền vào, thì chúng ta sẽ suy ra được cái thứ của nó. Ví dụ như là đây là một bài tập mà chúng ta sẽ dựa vào hàm max time để chúng ta tìm ra thứ trong tuần. Ví dụ ở đây chúng ta nhập vào bất kỳ một cái ngày nào đó. Ví dụ như là chúng ta nhập vào ngày 1 tháng 1 năm là 2014. Chúng ta bấm nút tìm thứ thì chúng ta sẽ suy ra được là, ví dụ ngày 1 tháng 1 năm 2014 là ngày thứ tư. Thì trong như cái bài tập của chúng ta hồi nãy thì ở đây nó sẽ trả về số 3, thì chúng ta sẽ suy ra đây là thứ tư. Cái bài tập này chúng ta sẽ thực hành trong cái bài hình kế tiếp. Thì trong hình này chúng ta sẽ áp dụng hàm max time này để chúng ta có thể tìm ra được cái thứ trong tuần khi chúng ta đưa vào một cái ngày tháng năm vào bên trong cái hàm max time.